Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào sản xuất 1.000 đầu đạn hạt nhân để đối phó với Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng kinh tế giữa Mỹ-Trung Quốc chưa được giải quyết, mà căng thẳng quân sự ngoại giao đang gia tăng lên rất nhiều. Nhiều tiếng nói từ giới chuyên gia quân sự Trung Quốc hiện nay đang rất thúc giục cần phải có phát triển bộ 3 vũ khí hạt nhân răn đe, tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên đến 1.000 cái, đủ để đối phó với Mỹ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 8 tháng 5, đã đăng bài của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến, cho rằng Trung Quốc cần tăng số đầu đạn hạt nhân lên 1.000 vũ khí trong thời gian ngắn, giữa lúc Bắc Kinh đang đối mặt với sức ép chưa từng có từ Mỹ và cần ít nhất 100 tên lửa chiến lược Đông Phong 41. Đây là hình ảnh tên lửa Đông Phong 41 của Trung Quốc trong cuộc diễu binh ngày 1 tháng 10 năm 2019. Ông Hồ Tích Tiến khẳng định Trung Quốc là một nước yêu hòa bình và cam kết không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước, nhưng cần có vũ khí hạt nhân lớn hơn để cắt giảm tham vọng chiến lược và tác động của Mỹ đối với Trung Quốc. Bài viết cho rằng Trung Quốc có thể sẽ phải đối đầu với các thách thức bằng sự quyết tâm mạnh mẽ hơn trong tương lai gần với sự hỗ trợ của các tên lửa Đông Phong và Yulang. Đừng cho rằng các đầu đạn hạt nhân là vô dụng. Thực ra, chúng đang được sử dụng hàng ngày để răn đe thái độ của giới chức Mỹ đối với Trung Quốc. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng chúng ta không cần thêm vũ khí hạt nhân. Tôi cho rằng họ ngây thơ như trẻ con. Ông Hồ Tích Tiến đã viết như vậy, nhưng không nói rõ về số đầu đạn hạt nhân của nước này hiện nay đang sở hữu như thế nào. Tuy nhiên, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ vào năm 2019 ước tính rằng Trung Quốc có 260 vũ khí hạt nhân và cho đến thời điểm này, con số đó có thể lên đến khoảng gần 300 đầu đạn hạt nhân. Nếu đúng là Trung Quốc sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân như ước tính của Mỹ, thì Tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo đã kêu gọi tăng lên gần gấp 4 lần số lượng hiện có. Tác giả thừa nhận có thể bị một số người gọi là kẻ hiếu chiến vì muốn có thêm đầu đạn hạt nhân, nhưng cho rằng tên gọi này nên được gán cho các chính trị gia của Mỹ công khai phản đối Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Ông Hồ Tích Tiến nói, sự chung sống hòa bình giữa hai nước không phải là điều có thể cầu xin là có được. Nó được hình thành bởi các công cụ chiến lược. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đang phải đối mặt với một nước Mỹ ngày càng phi lý, chỉ tin vào sức mạnh. Chúng ta không có nhiều thời gian để tranh luận về sự cần thiết của việc tăng cường đầu đạn hạt nhân. Chúng ta chỉ cần đẩy nhanh các bước đi và làm theo điều đó. Tiếp sau đó, Global Times, ấn phẩm Anh ngữ của Hoàn Cầu Thời báo, dẫn lời nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc, nhấn mạnh là Bắc Kinh cần cấp tốc phát triển oanh tạc cơ chiến lược H-20, tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm Jet L-3 và hỏa tiễn liên lục địa Đông Phong 41, các vũ khí nằm trong bộ 3 vũ khí hạt nhân chiến lược mang tính răn đe của Trung Quốc hiện nay. Đây là hình ảnh bài viết của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến có tựa đề "Để bảo vệ an ninh quốc gia, đã đến lúc Trung Quốc xây dựng sức mạnh quân sự răn đe hạt nhân", đăng trên trang web của tờ Global Times. Hỏa tiễn liên lục địa Đông Phong 41 có tầm bắn 12.000 cho đến 15.000 km, đủ sức tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Tên lửa Đông Phong 41 lần đầu tiên được Trung Quốc phô trương trong cuộc diễu binh vào tháng 10 năm ngoái, tức là năm 2019. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, hệ thống vũ khí hạt nhân răn đe của Trung Quốc phải đủ mạnh để ngăn chặn mưu toan gây hấn quân sự chống lại Trung Quốc từ phía nước Mỹ. Ông Tống Trọng Bình, một chuyên gia quân sự và là nhà bình luận truyền hình, cho rằng Washington liên tục gây áp lực và đe dọa Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, và Hoa Kỳ không coi vũ khí hạt nhân như là một phương tiện để răn đe mà có thể sử dụng tấn công phủ đầu. Đây là lý do khiến Bắc Kinh cần mở rộng hệ thống vũ khí hạt nhân. Một báo cáo nội bộ của Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đối mặt với làn sóng thù địch ngày càng tăng trên thế giới vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán và có nguy cơ nổ ra xung đột quân sự với Mỹ. Hãng tin Reuters vào hồi đầu tuần đã dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết như vậy. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc vào hồi tháng 4 đã chuyển tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình của nước này một bản báo cáo, trong đó kết luận làn sóng chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức độ cao nhất sau sự kiện Thiên An Môn kể từ năm 1989. Vì thế, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng phản đối do Mỹ dẫn đầu kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là nổ ra một cuộc xung đột quân sự với Mỹ. Báo cáo cũng kết luận rằng Mỹ xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia và kinh tế cũng như là thách thức cho nền dân chủ phương Tây, theo hãng Reuters. Bản báo cáo do Viện Quan hệ Quốc tế đương đại của Trung Quốc soạn thảo. Viện này là viện chính sách có liên kết với Bộ Công an và An ninh Nhà nước Trung Quốc, cơ quan tình báo hàng đầu của nước này. Thông điệp của Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra cũng vào thời điểm Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực tại Biển Đông và Biển Hoa Đông trong những tháng gần đây
nhằm cảnh báo các tham vọng trên biển của Trung Quốc đang đe dọa nhiều quốc gia ven biển và trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu chiến Mỹ và Úc diễn tập trên Biển Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Mới đây nhất, vào hôm 8 tháng 5 năm 2020, hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã áp sát khu vực West Capella trong khu vực đặc quyền kinh tế của Malaysia, nơi hoạt động thăm dò của công ty dầu Malaysia đang bị tuần duyên Trung Quốc đe dọa. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Hải quân Mỹ đã đưa tàu hỗ trợ Kuala Lumpur. Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ USNI, chiến hạm USS Monterey và tàu vận tải USS Kesha đã hiện diện gần khu vực giàn khoan của tập đoàn dầu khí Malaysia Petronas để tiến hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải và an ninh trên biển. Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm 8 tháng 5, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Jones đã nhấn mạnh là sự hiện diện của Hải quân Mỹ nhằm bảo đảm trật tự dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông. Chỉ huy Hải quân Mỹ cũng kêu gọi đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt các hành động hù dọa các quốc gia Đông Nam Á, ngăn cản các nước này trong các hoạt động khai thác dầu khí và hải sản của mình. Hiện tại, Hoa Kỳ đang hỗ trợ chính quyền Malaysia tăng cường khả năng kiểm soát trên biển. Washington vừa viện trợ 12 hệ thống Scan Eagle USA cho phép Malaysia chuyển đổi một số máy bay vận tải và quân sự thành phi cơ tuần thám ở Biển Đông. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng đang giáo diết kiềm chế Trung Quốc chạy đua vũ khí hạt nhân trong những năm trở lại đây. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã ký hiệp định song phương về tên lửa tầm trung INF vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Xô ở Washington. Vào năm ngoái, Washington đã quyết định rút khỏi hiệp định song phương về tên lửa tầm trung INF có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với Nga nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh tham gia vào một thỏa ước tên lửa hạt nhân mới. Tổng thống Donald Trump vào năm 2019 đã đề xuất Mỹ, Nga và Trung Quốc đàm phán một hiệp ước mới để thay thế hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START vào năm 2010. New START quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân và số tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, trên bộ lẫn tàu ngầm. Hiệp ước dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 nếu các bên không gia hạn thêm 5 năm. Phía Nga tuyên bố sẵn sàng gia hạn hiệp ước nhưng phía Mỹ nêu điều kiện là phải thêm Trung Quốc. Đây là điều mà Bắc Kinh khăng khăng cự tuyệt cho đến nay. Vào hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm với nguyên thủ Nga Vladimir Putin với chủ đề chính là dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã một lần nữa nhắc lại với đồng nghiệp Nga là nên đưa Bắc Kinh vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tên lửa hạt nhân mới giữa ba nước nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Đây là hình ảnh Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ đất liền tại đảo San Nicolas ở bang California vào tháng 8 năm 2019. Trước đó, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu các cuộc đối thoại trong tương lai về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân phải dựa trên đề xuất của Tổng thống Donald Trump về một hiệp ước ba bên trong đó có Mỹ, Nga và cả Trung Quốc, theo hãng Reuters đưa tin như vậy. Cũng theo các nhà quan sát, nếu START 3 không được gia hạn thì sẽ dẫn cuộc chạy đua hạt nhân giữa Mỹ với Nga và cả với Trung Quốc. Mỹ và Nga đang sở hữu hơn 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới, theo số liệu từ Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí. Cụ thể, Mỹ sở hữu khoảng 6.185 đầu đạn hạt nhân và Nga có 6.490 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình. Tiếp đó là Pháp với 300 đầu đạn hạt nhân và Trung Quốc là khoảng 290. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã khẳng định lực lượng hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Nga và Mỹ nên không cần phải tham gia đàm phán với hai nước này, theo Tân Hoa Xã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong 21D của Trung Quốc diễu binh trên quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh nhân kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2015. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần từ chối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia đàm phán hiệp ước kiểm soát vũ khí với lực lượng hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ và không gây ra mối đe dọa nào. Trung Quốc cũng đang giáo diết xây dựng lực lượng hạt nhân với tên lửa tầm xa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Bắc Kinh cũng không muốn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào do lo ngại sẽ phơi bày kho vũ khí hạt nhân của mình, theo các nhà phân tích cho biết. Cũng theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trọng Bình, Bắc Kinh sẽ chỉ tham gia vào một hiệp ước tên lửa với Mỹ chừng nào Trung Quốc có đủ số vũ khí ngang bằng với Mỹ. Trong một báo cáo hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại trước những hoạt động tại khu thử nghiệm La Bố Hạc ở khu tự trị Tân Cương.
Trung Quốc đã sử dụng khu này vào năm 2019 để thử nghiệm các vũ khí, theo Reuters đưa tin. Trung Quốc có thể chuẩn bị để vận hành khu thử nghiệm quanh năm sử dụng buồng thử nghiệm nổ và thiếu minh bạch trong các hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Báo cáo lưu ý, nhưng không nêu bằng chứng về cụ thể về cuộc thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời bày tỏ lo ngại Trung Quốc không tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế là Zero Year, tức là thử hạt nhân không có phản ứng nổ dây chuyền. Tiêu chuẩn này là một phần trong hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện CTBT vào năm 1996. Đến nay, CTBT 1996 vẫn chưa có hiệu lực vì có 8 quốc gia ký kết nhưng chưa phê chuẩn, bao gồm Mỹ, Trung Quốc. Dù vậy, Trung Quốc và Mỹ đã tuyên bố tuân thủ các điều khoản đã ký kết. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch, bao gồm ngăn chặn các trạm cảm biến truyền dữ liệu đến hệ thống giám sát được vận hành bởi tổ chức Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện CTBTO. Và nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới lại đang cận kề hơn bao giờ hết trước những tham vọng bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt ở trên Biển Đông. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng thúc đẩy quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Hoa Kỳ đang không ngần ngại phô diễn sức mạnh quân sự để bảo vệ tự do hàng hải và an ninh trên Biển Đông và đáp trả các hành động phi pháp của Trung Quốc khi nước này đe dọa các quốc gia Đông Nam Á và ngăn cản các nước trong khu vực tham gia vào các hoạt động khai thác dầu khí và hải sản hợp pháp của họ. Và Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng rất nặng nề về chính sách hung hăng này của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào sản xuất 1.000 đầu đạn hạt nhân để đối phó với Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de